tỉnh, từ tỉnh khác về để mua trứng dê về để nuôi bán lại cho thương phẩm như con trái Sơn để chúng tôi thu mua bao tiêu xuất khẩu. Vâng, để hướng dẫn à? Vâng, gửi chúng tôi đi. Em ơi, em còn giấy hướng dẫn để quên trong kia. Tài liệu nên cầm xuống ngay. Tài liệu với trong hợp này. Cam kết, anh ký cam kết xong rồi gì? Để thế hai người ngồi được không? Hôm nay ngồi khó nhở, ngồi được ít. Cái trại cung cấp giống trứng dế theo các gói khách hàng đầu tư và thu mua lại sản phẩm cho bà con chăn nuôi. Bà con đầu tư ở mức nào thì sẽ có định mức bao tiêu thu mua và có ký vào cam kết rõ ràng. Hàng tháng bà con chỉ cần mua một lần trứng dế và hàng tháng sẽ được tự nhân ra, bà con tự nhân ra từ tháng tiếp theo là bà con tự nhân ra và trang trại thu mua lại sản phẩm cho bà con lâu dài, lâu năm. Bao giờ bà con không muốn nuôi nữa thì thôi. Vòng này, vòng ra đằng này, cái dây này vòng ở đây, vòng ra chỗ giữa này, bỏ cái dây này ra. Không phải sợ nó tụt ra đây này, sợ nó tụt. Cẩn thận nhau. Đi chở hàng cái gì đấy em? Chở hàng rau à? Không. Biết em đi chợ à? Thêm lúc nữa đi cho đỡ tụt. Cái này này, không nó tụt dây. Cái này nó sẽ tụt ra đây. Cái này nó sẽ rơi ra đằng này. Đấy. Không cần phải tranh mạnh đâu, nhưng mà như vậy là nó rơi đấy. Cái dây này nó sẽ đi, nó sẽ bong ra. Cái này cơ mà. Đấy, kiểu gì đó bong lên kiểu đấy. Chắc còn một tí thôi. Alo hả? Em Xuân. Vâng, đúng rồi anh lấy. À vâng. Có. Anh đến đi. Vâng, được rồi, anh đến đi. Nhà ngay mặt đường mà. Vâng. Chân sạch anh Xuân thu mua tắc kè, bọ cạp, dế mèn là những sản phẩm nuôi tại trang trại Thanh Xuân. Thu mua lại sản phẩm cho bà con tham khảo tại website trangtraithanhxuan.com để được tham khảo nhiều thông tin và hàng vài nghìn video thu mua xuất bán thương phẩm trong nước ngoài nước, khách hàng đến mua xuất khẩu thương phẩm cho thương lái nước ngoài, các nhà khoa học, giáo sư đến với trang trại. Em về nhá. Có cần gì em cứ gọi điện nhá. Đi từ từ thôi. Để ý hai bên nhá. Lấy thêm bìa thì gọi cho anh Tuấn. Còn nếu không bìa thì cứ đi tìm cành lá mà nuôi. Cành lá nuôi là nó không, nó đưa tốn mà nó vứt đi nó dễ, vứt đi kiểu nó đỡ nhiễm khuẩn. Có phải nuôi bìa không thì nó cũng không
bìa không là nó bị lâu mà mình không thay thì nó có thể cái nó gây nhiễm khuẩn cho thùng nuôi. Em khuyến cáo bà con nếu có cành lá nuôi phơi khô nuôi là tốt nhất. Hai loại này là nó cũng có cái mặt lợi và mặt hại. Mặt lợi thì có thể là em đi nhá. Ừ, chào hai em nhá. Mặt lợi thì gói trứng 10 triệu rồi chạy sân về nuôi và bán lại. Đấy các bạn, đây là ở Phú Xuyên đã có bà con xóm xóm nuôi rồi và giới thiệu cho các bạn ấy để các bạn ấy qua để mua các gói trứng của trang trại Anh Xuân để tăng gia sản xuất chăn nuôi và bán lại sản phẩm cho chúng tôi. Tôi bao nhiêu sản phẩm với bà con và thấy làm được bán được thực sự nên là mọi người cũng mắt nhau và theo dõi để tham khảo bán về cho trang trại thì bà con yên tâm và đã giới thiệu thêm các khách hàng mới để đầu tư cho trang trại Hương Sơn mua giống. Chúng tôi cam kết bao tiêu thu mua giá cao toàn quốc, giá cả có niêm yết tại mục giá giống giá thu mua ở trên website trang trại Thanh Xuân.com và các cái kênh YouTube là trang trại Thanh Xuân kênh 1, trang trại Thanh Xuân kênh 2 cho đến kênh 5. Có hàng vài 3.000 video ở trên đó rất là nhiều. Trang trại Thanh Xuân thỉnh thoảng có quay được video thì chúng tôi tranh thủ tải lên cho bà con. Còn rất nhiều các hoạt động diễn ra ở các khu mua sơ chế đóng gói của trang trại Thanh Xuân và khu chăn nuôi chúng tôi nữa. Thỉnh thoảng có dịp để tải lên cho bà con, mong bà con vào các cái mục ở trên website tương ứng với các cái tìm kiếm, ví dụ như là về kỹ thuật nuôi của con gì thì bà con vào mục đó kỹ thuật nuôi, mà bà con muốn tham khảo về xem về xuất khẩu thì bà con vào mục xuất khẩu ở website, bà con tham khảo mục xuất đi rất giống như cho các nhà hàng, đấy, các siêu thị thì bà con cứ tìm theo các cái mục đó có đính sẵn các đường link video tham khảo tiêu biểu và có giới thiệu rất là nhiều thứ để bà con tham khảo để yên tâm đầu tư chăn nuôi xuất bán về cho trang trại Anh Xuân. Cảm ơn bà con rất nhiều.